Hello, chào tất cả các bạn. Mình là Giao Du đây, lâu lắm rồi chúng ta mới có một clip setting đúng không các bạn? Thì ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ một chút xí�về setting của mình. Đầu tiên là setting Bluetooth. Đầu tiên là giả lập trước đi. Mọi người đầu tiên là phải phân biệt được mình đã chơi giả lập gì. Hôm nay tôi sẽ nói chuyện như rành mạch giống như kiểu thầy giáo của các bạn vậy. Tại vì các bạn sắp đi học rồi, các bạn sắp đi học rồi đúng không? Ai sắp đi học rồi nhớ bấm like nha. Ai mà nghỉ học rồi thì nhớ bấm subscribe. Ai mà vừa đi học mà sau này tính đi làm thì nhớ bấm like và subscribe. Yes sir. Ok, đầu tiên tôi phóng to màn hình ra. Tôi nói chuyện với anh bằng khuôn mặt thật là đẹp trai này. Đầu tiên á là anh em phải xác định được mình đang chơi giả lập nào. Ví dụ như tôi đang chơi giả lập Blue Status. Đấy, Blue Status là một cái giả lập nó có hình xanh xanh chồng lên màu vàng, chồng lên màu đỏ, chồng lên màu xanh nè. Và đang sử dụng phiên bản, đang định nói phiên bản mới nhất nhưng mà nó lại có thêm một phiên bản mới hơn nữa rồi. Vậy thì tôi sẽ tải phiên bản mới hơn. Thì các bạn tải những cái này ở đâu thì các bạn cứ lên Google các bạn tải. Ví dụ như các bạn sử dụng LD Player, các bạn thì cứ tìm LD Player. Bạn thấy cái web nào trong nó LD Player chính rồi. Cái này là web chính chính gốc rồi thấy không? Bây giờ mình sẽ vào BlueStacks. Đấy. Thì mình gõ BlueStacks, mình gõ thêm số 5 vào. Thì các bạn vào cái trang bluestacks.com, vì những cái trang miền này nó phải bỏ rất nhiều tiền nên nó khó, là khá là khó lừa đảo nha. Các bạn chọn và xem tất cả phiên bản nào. Đấy, rồi các bạn tải thôi. Phiên bản BlueStacks 10 là cái BlueStacks đám mây ấy, nó không chơi được Free Fire đâu. Anh em có cách lựa chọn cho mình ở đây nè. Đấy, thì BlueStacks 5 mọi người có thể tải phiên bản. Nhưng mà nghe nói là phiên bản này là phiên bản tăng FPS nhiều nhất, và phiên bản này thì chắc nó cũng ok. Rồi ai tải mát thì tải mát thôi. Đấy, đầu tiên anh em xác định được là mình đang chơi cái giả lập nào đã, sau đó anh em setting nha. Có một vài anh em cần thắc mắc setting của mình thì anh em vào đây mà xem nè. Đầu tiên tinh chỉnh CPU thì anh em có thể để 4 đến 5 nha. Để về 3 thì FPS nó sẽ bị giảm. Tôi yêu cầu anh em là để từ 4 đến 5. Cái phần này nó ảnh hưởng trực tiếp đến phần FPS luôn đó các bạn. Rồi, phần RAM thì các bạn chỉ cần để từ 4. Từ 2 đến 4 thôi, không từ 3 đến 4 thôi. Hồi xưa thì tôi để có 2000 năm thôi nhưng mà bây giờ tôi để nó mặc định luôn. Tại vì tôi mới nâng cấp thanh RAM. Chế độ biểu diễn này thì mọi người để từ cân bằng hoặc là hiệu suất cao thì nó mới đỡ mượt, đỡ lát nha. Kiểu nó sẽ lắc ở sạch đấy. Ở phần này á, thì các bạn tôi nghĩ các bạn nên để màn hình thấp thôi, tại vì gạch đồ họa nó sẽ bị ngốn nhiều CPU hơn khi các bạn để ở cái nào nó cao. Nhưng mà tôi cũng gọi là cái CPU của tôi nó cũng làm biếng lắm nên thành ra là tôi chơi cái này nó cũng không tốn nhiều CPU lắm anh em ạ. Anh nhìn là CPU của tôi tốn này, cho BlueStacks có 3% mà tôi điếu hiểu nữa. Và về độ nhạy á, thì ảnh hưởng thứ hai đó là DPI. Thật ra nếu mà bây giờ tôi để về 1920, 1080 mà để DPI 600 là nó khác nhau các bạn. Tức là tôi để màn hình như thế này thì tôi để DPI 600 nó sẽ khác nữa. Tức là mỗi cái màn hình nó sẽ DPI khác nhau các bạn ạ, nó sẽ khác nhau, nó không giống nhau hoàn toàn đâu anh em. Anh em có thể lựa chọn ở phần màn hình này, thì nếu anh em để thấp thì cái này nè anh em, nó sẽ bị mờ, nó không có nét giống như tôi. Đó, tôi để nó cũng khá là nét đúng không anh em? Ok, khá là nét á. Tiếp theo đến phần hiển thị qua rồi đồ họa, thì cái phần này anh em để vô hiệu hóa cũng được nữa, phần mềm phần cứng điều quan trọng, nó không ảnh hưởng gì hết. Anh em lưu ý, anh em nếu mà những anh em mà không có card đồ họa rồi các kiểu, không có cái phần này tôi nghĩ anh em khó mà lên được 90 fps lắm. Nói thật nha, clip này tôi không có kiểu ảo ảo hướng dẫn anh em bay cao gì fps trên mấy cái cùi cùi đâu. Đây, về phần thiết bị thì anh em có thể để một cái thiết bị mặc định ROG2 hoặc là Samsung Galaxy nếu mà anh em thấy cái nào mượt. Thật ra cái này cũng tùy vào máy tính của anh em, có những máy để nó sẽ mượt. Như tôi là tôi để sang cái này tôi thấy nó mượt rồi, nên tôi chơi. Còn lại mấy cái này không có cái gì hết. Về phần BlueStacks, về phần game Free Fire thì chúng ta sẽ ưu tiên bật FPS cao ở trong phần đồ họa. Để đồ họa thấp cũng được. Nhưng mà để đồ họa thấp thì nó sẽ bị nhòe đồ các kiểu. Vậy nên trước khi anh em chơi đồ họa thấp, anh em trước khi out game anh em cứ chỉnh sang đồ họa cao, xong lúc anh em vào game anh em chỉnh về đồ họa thấp xong anh em chơi thì nó sẽ được nét. Về phần độ nhạy thì mấy cái dưới này không quan trọng, anh em chủ yếu nhìn xung quanh anh em cho về không. Đấy, nhìn xung quanh tức là cái độ nhạy nhìn từ lâu tùm lum á, tức là độ nhạy lướt qua lướt lại này. Đấy, thấy không, đồ nhạy lướt qua lướt lại này nè. Rồi bây giờ đến phần đồ nhạy, đây là cái setting của tôi, thì tôi có một cái clip xe cái setting này ở trên mạng rồi, anh em có thể tải về.
Cái tên của tôi ở trong phần này tôi để 21058, khá là giống nhiều chú quân nước ngoài. Đồ nhà S, đồ nhà Y này cũng tùy vào máy tính, cũng tùy vào con chuột, cũng tùy vào nhiều thứ của anh em lắm anh em ạ. À, nó không chỉ đơn thuần là chỉ có cái này đâu. Đó, đó là về phần đồ nhạy setting rồi các kiểu. Bây giờ sẽ đến phần cái phần chỉnh máy mượt nè, gọi là từ lưa nè. Đầu tiên là về phần control banner thì tôi để tất cả tụt về không nha. Đây, control banner tôi để tất cả tụt về không, thấy không? Tụt về không hết. Phần tiếp theo đó chính là phần bower này, thì anh em nhớ chỉnh sang 22 never nha. Kiểu bao nhiêu phút thì máy tính tự tắt á, cái này nó sẽ làm máy anh em chạy hiệu suất không tốt cho lắm. Rồi thêm một cái nữa là phần tân Windows feature này, khi anh bấm vào anh em bấm Z nha, nó hiện lên mấy cái này. Thì Blue Start 5 á, thì anh em tắt 2BV rồi các kiểu rồi cho nó nhẹ máy rồi các kiểu cho nó mượt nha. 2BV sandbox nè, những cái mà tôi thích vào nè, cái này là một nè, cái này là hai nè, cái này là ba nè, cái này là 4 nè. Cái 4 là cái 2BV á, không phải cái trên đâu. Đó, cái 2BV nè. Đó. Em tắt hết đi, xong anh em reset máy. Nó là ở đâu nhỉ? Tôi không nhớ nữa, nhưng mà anh em vào cài đặt đi. Anh em vào cài đặt, anh em vào game bên. Anh em vào game mode anh em bật lên nha. Anh em vào phần graphic, game mode graphic nè. Anh em để Bluetooth ở chế độ 2. Còn cái này cũng là chế độ 2. Thế đó thì đây anh em vào Advanced Setting nè, sau em bấm Z nha, hả? Giao cho phần Advanced Setting anh em bấm Advanced Setting nè, anh em bấm vào Setting nè, mấy cái này nè anh em tắt hết đi cho tôi. Như máy tôi là nó còn mặn mặn một chút xíu nên tôi để lại nhiều cái nha. Chứ bình thường anh em tắt đi, anh em tắt đi, anh em giữ lại cho tôi đúng cái hai cái này. Anh em để lại đúng hai cái này cho tôi. Alo alo alo, anh em nghe rõ nha, để lại hai cái này cho tôi. Mình không, anh em tắt đi hết, để hai cái đó để anh em thấy được cái phông chữ đó. Từ bây giờ tôi đang chuẩn bị còn cái gì nữa không ta? Red edit, red edit là một cái Z nha anh em, là cái này nó liên quan đến độ nhảy á anh em nè. Cho anh em xem nha, thì hôm nay anh em chỉnh bao nhiêu là nó thay đổi bấy nhiêu. Ví dụ như cái phần double kick nào, nên là setting nha. Ví dụ như cái này, cái này chỉnh thì nó tức thì luôn nè, anh em chỉnh lại 200. Ok. Mode program. Đấy, anh em thấy nó tăng lên không? Nó tức thì luôn nè. Anh em nãy tôi để là 410 hả? 410. Đấy, thì nó sẽ tức thì luôn, cái những cái nội bộ trong máy nó sẽ, đấy, nó sẽ tức thì như thế này luôn. Tức là cái Red Edit này nó chỉ làm cho máy của anh em mượt hơn thôi. Hôm nay tôi giải thích hơn nhiều đúng không? Thì anh em có thể cài cái Red Edit của tôi xem miễn phí, nó làm cho cái độ nhảy của con chuột này nó ổn định hơn thôi, hiểu không? Kéo tâm nó sẽ ok hơn xí, tôi kéo one shot chết dở anh em.